Em biết chào tất cả mọi người nha. Thì buổi sáng hôm nay em biết sẽ lên cho mọi người mặt dưới của một tấm sập gõ rộng 1m9, dày 20 và dài 5m4 ạ. Mọi người thì thường chỉ quan tâm tới vân của mặt tiền thôi đúng không ạ? Rất là, nói chung là mọi người rất ít khi là được xem tận mắt, được xem trực tiếp cái hình ảnh của mặt dưới. Bởi vì là thường thường người bán họ sẽ chỉ show lên cho mọi người những cái đẹp nhất thôi. Nhưng mà trong cái buổi live ngày hôm nay thì em Bích sẽ show cho các bác mặt dưới của một tấm sập nha. Một em sập phải nói là kích thước rất là khủng luôn, rộng 1m9, dày 20 và dài 5m4. Thì cái em này với cái kích thước khủng như thế này thì mọi người rất là tò mò cái vân mặt dưới hay là cái mặt dưới của nó có bị lỗi gì không đúng không ạ? Thì buổi live ngày hôm nay em Bích sẽ lên cho mọi người ha. Đây, em chào các bác đang xem live nha. Các bác xem live cho em xin một tim một chia sẻ ha. Trước mắt mọi người là một tấm sập gỗ gõ. Em này chiều rộng của nó là chốt vuông nha. Chốt vuông được 1m9, dày 20 phân và dài 5m4. Mặt này là thợ của bên em mới bào thôi nha. Mới bào này, chưa xử lý, chưa một chút BU hay là trà gì đâu mọi người. Các bác có thể thấy nó không hề bị tim nha. Không tim, không nứt xé. Ở cái tấm sập này chúng ta có thể thấy là nó có cái đường nứt răn nha mọi người. Có cái đường nứt răn, nó rất là nhỏ thôi mọi người, rất là nhỏ và ngắn thôi. Nó dài khoảng chừng 30 phân thôi ạ. Đó, đây là mặt dưới nha. Các bác lưu ý giúp em là hiện tại em đang lên cho mọi người mặt dưới của một tấm sập khủng, rộng 1m9, dày 20 và dài 5m4 đúng không ạ? Rất ít khi cả các bác được chiêm ngưỡng cái mặt dưới của những cái sản phẩm mình mua đâu. Bởi vì là thường thường là ví dụ như hàng lỗi thì bên người bán họ sẽ thường hay là xử lý che đi những cái vết lỗi đấy, nên là mọi người nhiều lúc nhìn sẽ không thấy đó. Nhưng mà trong buổi live ngày hôm nay là em mic lên trực tiếp cho mọi người mặt dưới luôn nha. Mặt dưới này với một cái kích thước khủng như thế này và cái lỗi như thế này thì quá là nhỏ nha, quá là nhỏ luôn mọi người. Em này dày 20 nha các bác, dày 20 ạ. Không tim, không nứt xé này. Em quay đầu tấm cho mọi người xem nha. Em chào Facebook Đào Nguyên Cần ạ. Em chào Facebook Đắc Nhân Tâm. Chào anh Trần Tinh Tú ha. Các bác xem like thì mình cho em xin một tim một chia sẻ nha. Tấm này bên em đã chốt vuông rồi nha mọi người. Chốt vuông cạnh rồi ạ. Rộng 1m9, dày 20 và dài 5m4. Đây là vân của mặt dưới nha mọi người. Vân mặt dưới này, mặt dưới rất là đẹp luôn. Với cái lỗi như thế này này, các bác chơi hai mặt cũng được. Cái mặt dưới này nó chỉ bị nứt răn thôi ạ. Mặt tiền đẹp không tì vết nha. Mặt tiền đẹp không tì vết, vân còn đẹp hơn mặt dưới rất là nhiều luôn. Đây, em quay đầu cạnh bên này, đầu tấm bên này cho các bác xem này. Không tim nha, không tim, không xé. Đây, chốt vuông rồi. Em đã chốt vuông cạnh rồi, được 1m9 nhé. 1m9 dày 20 và dài tổng là 5m4 ạ. Mặt dưới với cái kích thước khủng như thế thì cái lỗi này nó quá là nhỏ đi. Các bác xem live mình có câu hỏi nào không ạ? Mình có câu hỏi nào thì mình comment bên dưới nhé. Em Bích sẽ giải đáp cho mình. Các bác muốn xem hàng trực tiếp thì tới tại thôn 1 xã Hải Giang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai nha. Hotline của em là 0922 739 468 ạ. Đây, cái tấm này là buổi chiều hôm qua là có lên video hình ảnh cho mọi người rất là nhiều rồi này. Rộng 1m9, dày 20 và dài 5m6. Tấm này bác nào muốn xem vân mặt tiền thì IB cho em nhé. IB cho em hoặc là kết nối với Zalo của em ạ. 0922 739 468. Em sẽ gửi cho mình cái hình ảnh vân của mặt tiền nha. Còn bây giờ em sẽ show cho mình 5 mặt này, 4 cạnh xung quanh và mặt dưới ha. Mặt dưới, riêng cái mặt dưới này thế này là quá là VIP rồi các bác ạ. Bác nào mua tấm này thì mình có thể chơi được 2. Các bác xem live thì cho em xin một tim một chia sẻ đi ạ. Em chào dược phẩm Thiên Phúc nha. Cảm ơn các bác buổi sáng hôm nay đã ủng hộ like giúp em nha.
em chào anh Nghĩa nha. Cậu anh buổi sáng hôm nay vào ủng hộ like giúp em à. Các bác xem like cho em xin một tin một chia sẻ nhá. Thì tại là em đang lên cho mọi người mặt dưới. Mặt dưới của tấm sập rộng 1m9 dày 20 và dài 5m4 ạ. Gỗ gõ nhập. Em này thì quá xuất sắc luôn rồi ạ. Bác nào quan tâm tới em này thì có thể IP cho em ha, hoặc là để lại thông tin bên dưới. Sau buổi live này em sẽ tư vấn trực tiếp cho mình nha. Em quay cạnh cho các bác xem này. Cạnh là thợ bên em đã chốt vuông rồi nhá. Chốt vuông cạnh rồi mọi người ạ. Rất là đẹp luôn. Một tấm sập kích thước khủng vuông thành sắc cạnh như thế này. Ha, vuông thành sắc cạnh như thế này không phải lúc nào cũng dễ tìm đâu nhá. Với cái kích thước mà dài tới 5m4 mọi người. Dài 5m4. Rất là ít nha. Rất là hiếm. Hello em Đức. Rất là hiếm luôn mọi người. Hello em Út nha. Em chào anh Đoàn Đình Điệp ạ. Riêng cái lô này là em đã chốt nó gần như là được nửa cây rồi mọi người. Mới xẻ về được khoảng đâu 3 ngày à, 3-4 ngày gì đấy. Khoảng 4 ngày mọi người. Em đã chốt được nửa cây rồi, cây này phải nói là vân rất là đẹp luôn. Vân rất là đẹp, chất gỗ sáng này. Chất gỗ sáng. Cảm ơn các bác buổi sáng hôm nay đã ủng hộ like giúp em nhé. Em chào Facebook Toàn Hoàng ạ. Em chào anh Thái. Các bác xem like thì cho em xin một tin một chia sẻ ha. Đây các bác đang được xem là mặt dưới của tấm sập. Tấm sập rộng 1m9 dày 20. Dài 5m4 nha. Rộng 1m9 dày 20 dài 5m4 vuông tít cho mọi người, vuông tít nha. Với cái tấm này này các bác muốn cắt ngắn muốn cắt ngắn đi để dài khoảng 3m hơn cũng ok nha. Ok nha mọi người. Cả một tấm dài 5m4 như thế này hiện tại em đang bán với giá là 150 triệu ạ. 150 triệu. Bác nào chốt trên live em ra lộc ngay cho mình 5 triệu nhá. Bác nào chốt trên live em ra lộc ngay cho mình 5 triệu cho một tấm chốt vuông được 1m9, dày 20 và dài 5m4. Dày 20 dài 5m4 mọi người, một cái kích thước quá là khủng luôn. Không tì vết nha mọi người, không tì vết nhá. Những cái vết nứt răn này nó rất là nhỏ thôi, thợ bên em có xử lý keo rồi. Đây các bác có thể thấy đây, vết keo thợ bên em xử lý ha. Hàng đang còn thô nguyên, em sâu cho các bác từ thô nha, nên là các bác cứ yên tâm ha. Cứ yên tâm đi ạ. Đẹp xuất sắc luôn mọi người. Chỉ 150 cành thôi ạ. Ra lọc 5 triệu là còn 145 ha. 145 cành cho các bác. Quá rẻ luôn, quá ư là rẻ luôn mọi người. Các bác xem live mình có câu hỏi nào không ạ? Các bác có câu hỏi nào thì comment bên dưới đi. Hơn chục bác vào trong live rồi, hơn chục bác trong live của em mình có câu hỏi nào không ạ? Giá em báo với mọi người là hoàn thiện có chân bao ship cho mọi người nha. Em bao ship nha mọi người. Em chào anh Hùng Anh ạ. Đây tấm này nhìn từ góc này cũng rất là đẹp luôn này. Mặt này vân cũng rất là đẹp nha, mặc dù là mặt dưới mọi người nhưng mà vân của nó rất là đẹp. Nhưng mà mặt tiền vân còn đẹp hơn nha. Mặt tiền vân đẹp hơn thế này rất là nhiều luôn mọi người. Đó, thì các bác muốn cắt ngắn 3m hay là 3m2, 3m5 đều ok nhá. Đều ok nhá. Út Nguyễn hàng tinh lõi hả? Hàng tinh lõi nha em. Em xem mặt dưới này, mặt dưới là đã tinh lõi rồi này. Không tì vết nha. Xuất sắc luôn các bác ạ. Út Nguyễn ơi, em ở đâu vậy nhỉ? Em ở đâu nhỉ? Bác nào muốn xem mặt tiền thì để lại số điện thoại đi ạ. Sau buổi live này em sẽ kết nối gửi cho mình mặt tiền nhá. Gửi cho mình mặt tiền nhá. Hiện tại là thợ của em đang làm mặt dưới. Đang làm mặt dưới ạ. À, còn bác nào thích cùng đầu ok. Em sẽ cùng đầu cho mình luôn nha. Đây với một cái tấm như thế này ấy thì không bị nứt xé này, không tim. Thì cái việc cùng đầu là cũng không cần thiết đâu ạ. Nhưng mà nếu mà mình sợ, mình phòng thôi. Mình phòng cái rủi ro ấy. Thì mình sẽ cùng đầu nhá. Anh Hùng Anh giá sao vậy? Tấm này dài 5m4 em đang bán với giá là 150 cành ạ. Nếu mà anh chốt trên buổi live ngày hôm nay thì em ra lộc cho mình 5 triệu nhá. Là còn 145 cành. Giá em báo cho mình là đã hoàn thiện có chân bao ship ạ.
Anh Hùng Anh mình ở đâu vậy ạ? Mình ở đâu vậy anh Hùng Anh ơi? Vận chuyển như thế nào ạ? Ở Bình Định chị bao ship cho em nha Út. Bao ship cho em này. Riêng cái này em lấy về em bán nhanh lắm. Cái này em bán nhanh lắm Út ạ. Cái kích thước 5m4 này nó rất là hiếm nha mọi người. Đó, mà nó rất là lợi luôn. Nó rất là lợi luôn. Nếu mà các bác lấy tấm này nha, như cửa hàng như em Út đây này. Em Út cửa hàng nha. À, ví dụ như là 5 mét mấy. Bây giờ em khách của em lấy có 3 mét mấy thôi. Phần còn lại em vẫn vanh được một cái bàn tròn ha. Đấy, nó rất là lợi luôn. Cái kích thước nó rất là lợi mọi người. Rất là dễ bán nữa. Khách lấy 2 mét mấy mình cũng vẫn cắt được nha. Anh Quân Bùi gỗ gì em? À, anh Quân Bùi ơi, tấm này là gỗ gõ nhập Nam Phi dòng Ecop anh nhá. Dòng Ecop anh ạ. Anh Quân Bùi mình ở đâu vậy ạ? Em chào Facebook Cao Thanh Lâm ạ. Em Út cửa hàng này, em có thể lưu ý tấm này ha. Tấm này đẹp lắm này. Lấy về đảm bảo là chắc chắn sẽ có lời một vốn bốn lời luôn đấy. Em chào Đặng Văn Nam ạ. Em chào Facebook Trần Đông. Cảm ơn các bác buổi sáng hôm nay và ủng hộ like giúp em nhé. Các bác xem like thì cho em xin một tim một chia sẻ ha. Tấm này phải nói là đẹp lắm luôn ạ. Dạ anh Quân Bùi, tấm này 145 triệu hoàn thiện có chân, em bao ship Hà Nội cho mình nhá. Bao ship Hà Nội cho mình ạ. Chân của nó sẽ là một cái mẫu chân nguyên khối cùng chất. Cùng chất nha anh. Hai cái trụ. Đây, cái mẫu chân ở xa đấy, mọi người có thể thấy cái chân, cái mẫu chân như thế ạ. Hai trụ vuông 20, cao 60, thêm cái thanh đà ở giữa nữa. Em chào anh Kiệt Cun ạ. Cảm ơn anh đã ủng hộ like giúp em nha. Vân đẹp quá. Đúng rồi, em mới mặt dưới thôi mà đã đẹp như thế này rồi đấy. IB chị nhé. Ok em Út nha. Cho em Út nha. Sau buổi live này chị sẽ IB cho em. Tấm này phải nói là nếu mọi người mua buôn thì rất là có lợi luôn. Rất là có lợi luôn ạ. Đây, bác nào muốn săn sản phẩm từ thô ha. Săn sản phẩm từ thô thì đừng bỏ qua cái buổi live ngày hôm nay nha. Buổi live ngày hôm nay em lên cho mọi người này. Một cái tấm sập gỗ gõ còn thô nguyên luôn. Thợ của em mới bào thôi. Mới bào chưa làm gì hết đâu. Chốt vuông được 1m9 này. Dày 20, dài 5m4. Phải nói là cái kích thước nó quá là đẹp luôn mọi người. Đó, một cái kích thước rất là phổ biến. Rộng 1m9, dày 20, dài 5m4 đấy. Các bác không gian gia đình nhỏ này, ví dụ mình muốn mua tấm này đúng không, cắt ra thì mình sợ cái giá nó bị đội lên. Thì mình có thể rủ anh em bạn bè của mình này, mình cắt ra xong rồi là mỗi người lấy một bên là ok. Tấm này nó đẹp lắm mọi người ạ, không phải lăn tăn gì hết. Hay còn không thì mình cắt làm bộ sập 3m này, đúng không, mình cắt bộ sập khoảng 3m hơn. Phần còn lại mình vẫn khoanh được cái bàn tròn 1m9 nhá. Phần còn lại mình khoanh một cái bàn tròn 1m9 này. Bàn tròn 1m9 5m4 thì còn được bộ sập rộng 1m9, dày 20, dài 3m3 đúng không ạ? Đó, 145 triệu mà mình vừa có được bộ sập này. Mình vừa có được một bàn ăn này. Đúng không ạ? Một bàn ăn rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Đầu góc kia mình khoanh một chiếc bàn tròn đảm bảo là Vân ở đó sẽ rất là đẹp luôn mọi người. Đấy, Vân ở hướng bên kia sẽ đẹp hơn Vân ở hướng bên này nha. Vân đầu bên kia là đầu gốc là sẽ đẹp hơn đầu bên này là đầu ngọn này mọi người. Chỉ với 145 cành thôi mọi người ạ. 145 cành cho em này ha. Giá phải nói là quá chi là rẻ luôn. Giá quá rẻ luôn mọi người ạ. Em chào Khiết Nguyễn ạ. Các bác xem live mình có câu hỏi nào không ạ? Mình có câu hỏi nào mình comment bên dưới đi. Mình comment bên dưới ha. Em xin nhắc lại kích thước của tấm này nha. Ngang 1m9, dày 20, dài 2 và dài tổng là 5m4 nha. Ngang 1m9, dày 20, dài tổng là 5m4 ạ. Gỗ gõ nhập Nam Phi, gỗ gõ nhập Nam Phi nha mọi người. Đây em quay gần này, cái vân của nó rất là đẹp luôn. Vân rất là đẹp luôn các bác. Đây là mặt dưới ạ, em lên cho mọi người mặt dưới nha. Còn mặt tiền của nó thì vân còn đẹp hơn rất là nhiều luôn. Cái này là hàng cật đấy, như các bác hay hỏi là hàng cật đấy. Được có mấy tấm hàng cật thôi mọi người ạ. Được có mấy tấm hàng cật thôi. Còn mấy tấm hàng bìa thì em đã cho vanh bàn tròn chốt vào đơn của khách rồi.
sáng nay vừa chốt đơn cho khách chục tấm bàn tròn như thế này. Đó, là đã có khách chốt hết rồi mọi người. Bàn tròn này cũng gỗ gõ nhập Nam Phi, em này vân rất là đẹp luôn, vân cực kỳ đẹp luôn nha. Đấy, tấm này nha, cái phần này là các bác vanh một chiếc bàn tròn mét 9 ở đây nhá. Đảm bảo vân sẽ đẹp, không kém gì em này. Vân đẹp không kém gì em này luôn. Em này tính của nó là được 1m7 à. 1m7 mọi người. Cái này thì em vào lô bàn tròn cho khách chốt rồi ạ. Nên là em sẽ không nói tới nó trong buổi live ngày hôm nay ha. Đó. Đây em lên sang cho mọi người tấm bìa nhá. Đây là tấm bìa mọi người. Tấm bìa này thì vân của nó phải nói là rất là đẹp luôn. Vân sụn cực kỳ đẹp này. Hàng đang còn thô nguyên nha, em lên cho mọi người. Các bác có thể thấy sụn này, chun sụn cực kỳ đẹp luôn. Đây là mặt dưới này. Tấm này hiện tại em đang bán với giá là 80 triệu nhá. 80 triệu cho tấm này. Một tấm bìa chun sụn dài 5m4 mọi người. Dài 5m4 chỗ eo đây trừ rác đi thì còn được 80 nha các bác. Từ đây qua đây khoảng tầm 80 phân này. Đó. 80 phân. Bác nào muốn chơi bàn lũa này, chơi bàn lũa này mình có thể tham khảo. Tham khảo. Đầu này mình vẫn có thể khoanh được một chiếc bàn tròn nha. Đây, ở đây mình vẫn có thể khoanh được một chiếc bàn tròn mọi người. Chỗ này nó bị cái đường cưa nó lẹm vào thôi. Lẹm vào sâu khoảng tầm 2 phân, 3 phân. Không ảnh hưởng gì đâu ạ. Đó, một tấm bìa chun cực kỳ đẹp luôn, chun sụn cực kỳ đẹp luôn. Cây này em xẻ ra vân rất là đẹp mọi người, vân đẹp lắm. Em chốt gần như là được nửa cây rồi ạ. Chốt được nửa cây rồi các bác. Đây, các bác cần cái kích thước như thế nào ha. Mình cứ comment bên dưới em Bích sẽ báo giá cho mình nha. Em chào anh Ngọc Nguyễn ạ. Cảm ơn anh buổi sáng hôm nay và ủng hộ like giúp em nha. Các bác xem like thì cho em xin một tim một chia sẻ đi ạ. Cho em xin một tim một chia sẻ nha. Tấm bìa này là dày 16 phân nha mọi người. Dày 16 phân ạ, dài 5m4. Thì tấm này hiện tại em đang bán với giá là 100. À quên, 80 chứ. Tấm này 80 nha mọi người. Đây, cái tấm này bác nào ở cửa hàng này mình có thể tham khảo ha. Ở đây là có thể khoanh được một chiếc bàn tròn. Khoanh được một chiếc bàn tròn kính khoảng tầm 1m3 đấy. Kính khoảng 1m3. Phần còn lại thì mình làm một chiếc bàn lũa ha. Bàn ăn, bàn trà, bàn nhậu rồi đó. Rất là ok luôn. Riêng cái mặt này vân của nó phải đẹp xuất sắc. Tấm này là vân đẹp nhất cây nha. Các bác xem giúp em này, mới mặt dưới thôi mà nó đã đẹp như thế này rồi. Thì không biết là mặt tiền đẹp như thế nào ha. Bác nào quan tâm tới cái tấm bìa này thì để lại thông tin nhá. Để lại thông tin thì em sẽ gửi đầy đủ thông tin chi tiết cho mình, mặt trên, mặt dưới, kích thước cho mình ha. Nhiều gỗ quá, đúng rồi em. Đây là các bác nhìn giúp em nhá. Tứ xung quanh, bùa vây quanh là gỗ. Đây, gỗ mà chất lên tới cả cao cả 2-3 mét rồi các bác ạ. Chất cao lên tới 2-3 mét rồi mọi người. Từ con voi cho tới con rắn các thứ. Búa lơ xua. Dài kinh khủng. Em khủng long dày 80 phân. Dày 80 phân các bác. Em đủ kích thước hết. Nên là các bác cần kích thước như thế nào ha, mọi người cứ IB cho em ha. Hoặc là các bác comment ở đây này, ngay trên live này. Em mà có sẵn hàng ở đây em sẽ show cho mọi người xem luôn. Còn nếu không thì em tư vấn cho mình đặt hàng nhá. Trung bình 1 tháng thì em sẽ xẻ khoảng tầm từ 3 cho tới 4 cây. Đó là chưa kể những cái công em xẻ lẻ tẻ đâu mọi người. Đó, nên là các bác thấy là có thể thấy là cái lượng đơn hàng của em rất là nhiều luôn. Nhiều lúc mà cái kể cả như bây giờ cái đợt này là cái công lim đợt vừa rồi em mới về là em đã bán sạch rồi. Công lim đợt vừa rồi mới về em đã bán sạch rồi nha mọi người. Thời điểm này các bác muốn có những cái tấm lim nha, lim vàng thì các bác đặt hàng nhá, đặt hàng giúp em nhá. Tha hồ lựa chọn luôn, đúng rồi em Đức. Đủ kích thước cho các bác hết. Kể cả các bác muốn một cái kích thước dài tới 12 mét cũng có nha. Hiện tại đây là em đang sẵn những cái lô sập cẩm hồng này. Em xẻ từ cuối năm ngoái mà dài tới cả 10 mét. Dài 10 mét luôn mọi người.
mặt của nó rộng lên tới 1m9 luôn đấy. Các bác xem live mình có câu hỏi nào nữa không ạ? Mình có câu hỏi nào thì mình cứ comment nhá. Comment đi, em biết sẽ giải đáp cho mình ha. Rồi các bác mới vào live em xin được nói lại nhá. Tấm này hiện tại em đang show cho mọi người là mặt dưới nha. Mặt dưới rộng 1m9 này, dày 20, dài 5m4. Em này thì là vuông thành sắc cạnh rồi nha. Không tim, không nứt xé. Mặt dưới của tấm này là nó chỉ bị những cái đường nứt răn thôi. Nứt răn rất là nhẹ. Rất là nhẹ mọi người và nông. Thợ bên em đã xử lý keo rất là kỹ rồi. Hàng đang còn thô nguyên nha mọi người. Tấm này thì hiện tại em đang bán với giá là 150 cành nha. Thì các bác chốt trên live em sẽ ra lọc cho mình 5 triệu này. Ra lọc ngay 5 triệu cho các bác ha. Các bác muốn khoanh một chiếc bàn tròn ở đằng kia cũng ok này. Nếu mà khoanh hết cỡ thì chúng ta có thể khoanh được một em bàn tròn 1m9. Bàn tròn 1m9 thì giá là 40 cành nha mọi người. 1m9 dày 20. Cái góc bên kia thì vân của nó sẽ đẹp hơn góc bên này nha. Góc bên kia vân sẽ đẹp hơn góc bên này này các bác. Đó, nếu mà mình khoanh một chiếc bàn tròn ở phía bên kia thì được 1m9 dày 20, giá là 40 cành. 40 cành thì phần còn lại của tấm sập là rộng 1m9 dày 20. Dài là được 3m3 đúng không ạ? 3m4 chứ, 3m5 chứ. Dài 3m5, dài 3m5 luôn đó mọi người. Cái kích thước nó rất là đẹp luôn này, các bác lưu ý kích thước giúp em này, ngang 1m9, dày 20 và dài 3m5. Rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn, cái kích thước nó rất là đẹp luôn mọi người, cái chiều dài tới 3m5 luôn. Bác nào mà không gian gia đình rộng một xíu là mình có thể tham khảo nhá. Mình có thể tham khảo tấm này này. 1m9 dày 20, dài 3m5, giá là 101 nha. 101 mọi người. 101. Đó thì là em vừa thiết kế cho các bác đây. Một tấm sập và một cái bàn tròn. Đúng không ạ? Một tấm sập dài 3m5 và một cái bàn tròn kính 1m9. 1m9 nha. Phải nói là rất là đẹp luôn, kích thước nó quá là đẹp luôn mọi người. Rất là lợi gỗ. Cây này em phải nói là cái kích thước nó rất là lợi gỗ luôn. Cái rác của nó là gần như đã mục hoàn toàn rồi. Mặc dù là nó bị eo nha. Mặc dù cây này nó bị eo, nó bị thắt eo ở giữa cây, nhưng mà với những cái cây như thế này thì mình sẽ khoanh bàn tròn và lên sập ở một đầu. Một đầu mình khoanh bàn tròn, một đầu mình lên sập, nó rất là lợi gỗ luôn đấy. Rồi các bác xem live mình có câu hỏi nào không ạ? À? Mình có câu hỏi nào không? 5 triệu nhưng mà có không dám hỏi luôn. Một chiếc bàn gỗ lát chun mọi người. Đủ tươi rồi. Sao nhìn vàng khè vậy? Vậy là cái đều màu rồi. Đây em xem cái cạnh này. Cái mặt bàn này là em làm đơn cho khách mọi người ạ. Mặt bàn này thì hiện tại là vẫn đang để lũa tự nhiên. Tấm bìa lát này, lát chun này phải nói là quá đẹp luôn. Toàn hàng khủng không? Đúng rồi em Đức. Hiện tại là ở xưởng quá trời hàng khủng luôn. Các bác cần kích thước nào thì mọi người cứ lên cho em nhá. Mọi người cứ lên kích thước cho em nhá. Đây là tấm bìa lát chun ạ. Tấm bìa lát chun. Cái này là đơn em làm cho khách đặt này. Cái lô lát chun đợt vừa rồi em sẽ vẫn phải nói là cực kỳ đẹp luôn mọi người. Đẹp lắm. Đây, đã lên thành phẩm rồi này. Thì tấm này 1-2 hôm nữa là em sẽ gửi cho khách thôi. Cái lô bìa lát chun này thì em vẫn còn được 2 tấm. Còn được 1 tấm bìa nữa nha mọi người. Em vẫn còn 1 tấm bìa như thế này, dài khoảng tầm 7 mét hơn.
dài 7 mét mọi người ạ. Đó thì bác nào có nhu cầu muốn làm một cái mặt bàn lũa như thế này ha, thì các bác IB cho em nhé. Các bác xem live mình có câu hỏi nào nữa không ạ? Mình có câu hỏi nào không? Các bác comment đi, em biết giải đáp cho mình ha. Đấy, bác nào thích một cái mặt bàn lũa như thế này, vân chun như thế này. Em này là thuộc dòng lát chun nha mọi người. Cái lô này em xẻ lên đợt vừa rồi em mới xẻ này, xẻ trong tháng 6 này thôi. Lô này vân đẹp lắm. Đó, nhìn từ góc nào vân cũng rất là đẹp nha. Sợ em đang hoàn thiện mọi người. Đỡ hơn rồi đấy, ok rồi đấy. Cái này lát nữa nó còn xuống nữa mà đúng không? Cái cạnh nha anh. Cái phần giáp phía dưới ấy. Có đá cho nó tí màu không hay là kệ nó? Để vậy á? Có phun lót không? Phun bóng à? Sao chả bóng gì hết vậy? Hay là phun cho nó thêm lớp bóng nữa? Cho nó bóng loáng lên xem nào? Nhá. Anh Lê giàu gỗ gì vậy chị? Ý là em muốn cho nó bóng lên đấy. Phun bóng có ổn không? À, tấm này các bác đang xem là gỗ lát chun nhá. Gỗ lát chun ạ. À, các bác muốn làm một cái tấm bìa thế này. Cái tấm bìa này là em cắt cho khách là 4m này. Theo đơn khách đặt, anh ấy đặt cắt dài cho anh 4m để anh làm bàn nhậu cho một anh khách miền Tây. Thì cái tấm bìa của cây này em vẫn còn một tấm dài 7m và một tấm dài 3m còn lại cắt ra từ tấm này. Đấy thì các bác muốn cái kích thước như thế nào thì IB cho em nhá. IB cho em đi, em sẽ gửi cho mình hình ảnh. Hiện tại là em đang hoàn thiện cái tấm bìa này để 1-2 hôm nữa em gửi cho khách này. Vân chun cực kỳ đẹp luôn. Riêng cái dòng lát chun này nha, vân của nó phải nói là đỉnh của đỉnh. Không phải tự nhiên mà người ta lại gọi nó là lát chun đâu mọi người. Nó có lý do hết. Đẹp lắm, trời ơi, nhìn cảnh kìa. Cảnh vườn sóng phải nói nó cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đây, cái cạnh ở phía dưới em vẫn còn giữ nguyên giác nha. Để nguyên giác vậy. Cạnh này thì thợ bên em có sạc cuốc sạch nha. Cái cạnh này mà các bác này. Cạnh này thì thợ của em đã cuốc sạch cái lớp vỏ bên ngoài rồi. Cuốc sạch đi rồi. Làm lót rất là nhiều nước lót rồi đây. Riêng cái lớp giác này nó hút lót ghê lắm mọi người. Hút lót cực kỳ ghê ha. Hiện tại là thấy vẫn chưa bóng cho lắm. Nên là em sẽ nhờ bác thợ phun cho em thêm một lớp bóng vào đây nữa. Là ok ha. Rồi, đẹp lắm luôn mọi người. Đấy, chỉ chờ phun BU đó là lên đường thôi. Phun BU nó là lên đường. Riêng cái chân của tấm này ha, cái chân. Em sẽ cho mọi người xem chân của nó luôn. Chân của nó sẽ là thiết kế theo cái kiểu vòng cung để ôm lấy toàn bộ cái mặt dưới. Đấy, chân thì bên đây. Xưởng làm chân thì ở bên đây mọi người, bên đây là có đầy đủ mẫu chân hết. Ở đây là em đang gấp rút hoàn thiện cái lô chân. Lô chân theo mẫu khách đặt này. Anh khách kiếm đâu được cái mẫu chân. Mẫu chân rất là hay luôn. Đó. Còn đây là mẫu chân của bàn lũa nha mọi người. Đấy, vòng cung này. Ôm theo vòng cung ôm. Ôm chọn lấy vòng cung ôm theo ôm chọn lấy mặt bàn nha. Đó, thợ bên em thiết kế G này, mọi người. Rất là cẩn thận luôn. Một bộ chân rất là khủng nha mọi người. Rất là khủng luôn đấy. Em này phải dày 20.
Giá nhiêu vậy chị? Cái mặt đó em chốt cho khách là 60 ạ anh. 60 hả? Đúng rồi, em chốt cho khách là 60 anh ạ. Hoàn thiện có chân bao ship anh nhá, dài 4 m. Dài 4 m. Đấy, nếu mà anh muốn một cái mặt như thế thì em vẫn còn một tấm dài 7 m nữa em sẽ thiết kế cho anh ha. Em sẽ thiết kế cho mình nha. Đẹp lắm, cái mặt bên kia nó cũng đẹp không kém gì cái bìa này đâu anh. Tại vì nó xẻ cùng một cây mà. Cái tấm bìa còn lại nó còn dày hơn cái tấm bìa này rất là nhiều. Dày hơn nhiều anh ạ. Em chào Thông Lý ạ. Hello em Minh nhá. Toàn hàng khủng không? Các bác xem live mình có câu hỏi nào không ạ? Mình có câu hỏi nào không mọi người? Đây, thợ bên em đang gấp rút hoàn thiện lô chân này để ngày mai lên đường ha. Mai lên đường cho khách này. Chính bác trong live mình có câu hỏi nào không ạ? Đây là mẫu ghế nha, mẫu ghế Louis. Ghế này là gỗ gõ đỏ mọi người ạ. Cái dòng này là dòng có tai nhau. Các bác để ý giúp em này. Dòng này là nó có chạm hoa văn. Chạm hoa văn ở tựa. Tựa là tựa ghép. Tựa ghép mọi người. Đấy, tựa ghép. Ở trong những cái này nó đều có mộng hết. Nó có mộng hết nha, rất là chắc chắn luôn. Đó, cái mẫu này nó có tai ở đây này. Nó có tai ở đây, rất là chắc chắn. Mẫu này hiện tại em đang bán ra thị trường với giá là 2,8 triệu một cái nhá. 2,8 triệu một cái này. Đấy, với những cái mẫu này thì các bác đi kèm với bàn tròn hoặc bàn dài đều rất là đẹp luôn, rất là sang. Ngồi ghế này là ok, là chuẩn luôn này các bác này. Em này là cái chiều rộng của mặt ghế là 50 này, cao từ mặt đất lên mặt ghế là 47, tựa dày 4 phân, mặt dày 2 phân, chân dạ 7 nha các bác. Một cái mẫu rất là chắc chắn luôn. Các bác một cái mẫu nha, rẻ tiền hơn 1 triệu mấy em cũng có nha, 1 triệu mấy cũng có luôn mọi người. Thì cái mặt của nó sẽ nhỏ hơn này, chân nhỏ hơn. Đấy, nó sẽ tùy mẫu. Cái mẫu này là cũng là một trong những mẫu best sell bên em nha các bác. Đây là mọi người có thể tham khảo ha. Rồi các bác xem like, nếu mà mình không còn câu hỏi nào nữa thì em Bích xin phép được xuống like nha. Cảm ơn các bác buổi trưa ngày hôm nay đã vào ủng hộ like giúp em ạ. Chúc mọi người có một buổi trưa vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi like hôm sau nha. Rồi xin chào ạ.